Lực cười cho kẻ gì yêu mà đầu hàng Nhượng Phong, nhưng rồi Bảo Trân vẫn bị Nhượng Phong cướp. Hôm nay con tính đầu độc Nhượng Phong để giành lại Bảo Trân. Có phải Hà Đô đang bỏ độc dược vào rượu đó không? Cảm ơn Hà Đô không quên người bạn chăn trầu ngày trước. Thank you.
huynh đài buồn việc chi mà thơ thẩn đón hoàng hôn. Tôi với đất vàng chốn chuyện tình ngày cũ, không có chi trở ngại. Thank you.
tay nhau